Chào các em đã đến với tiết học ngày hôm nay nhé. Trước khi qua bài mới, cô sẽ kiểm tra lại kiến thức cũ mà cô đã hướng dẫn trong cái phần hướng dẫn học tập ở nhà của các em nhé. Và bây giờ các em sẽ tìm hiểu tiếp bài 1 Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ 20 với phần 2 La Mã là Đông Âu. Một nhỏ sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu. Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào? Cuối năm 1944, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Trong lúc truy kích quân phát xít, thì Hồng quân Liên Xô đã qua miền Đông Âu. Họ đã giúp đỡ cho nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền từ tay phát xít Đức dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản tại các nước này. Và từ cuối năm 1944 đến năm 1946, hàng loạt nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã được thành lập. Trong năm 1944 có Ba Lan, Rumani. Năm 1945, theo thứ tự thời gian thì có Hungary, Tiệp Khắc, Nam Tư và Albania. Năm 1946, Bulgaria thành lập. Và đến tháng 10 năm 1949 thì Cộng hòa Dân chủ Đức ra đời. Sự ra đời của Cộng hòa Dân chủ Đức khác so với các nước trên. Theo như thỏa thuận của ba cường quốc là Liên Xô, Mỹ, Anh, quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực phía đông của nước Đức, còn quân đội Mỹ, Anh, Pháp sẽ chiếm đóng khu vực phía tây của nước Đức. Tháng 9 năm 1949, nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức được thành lập ở Tây Đức và đến tháng 10 1949 thì nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức đã ra đời ở Đông Đức. Hai nhà nước ở Tây Đức và Đông Đức chịu ảnh hưởng của hai cường quốc đó là Mỹ và Liên Xô. Cô mời các em ghi ý và ghi bài. Và để hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân thì các nước Đông Âu đã làm gì? Thứ nhất là xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân. Cái thứ hai là tiến hành cải cách ruộng đất. Nhiệm vụ thứ ba là quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước. Và cuối cùng là thực hiện các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân. Cô mời các em ghi bài. Khi bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì nhiệm vụ chính của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu này là gì? Thì ở phần này, các bạn sẽ tự đọc sách giáo khoa ở nhà và nhớ ghi cái nội dung này vào trong tập luôn. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần Ba La Mã, sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Khi các nước Đông Âu bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì lúc này mối quan hệ giữa Liên Xô và các nước này đòi hỏi phải có sự hợp tác cao hơn và đa dạng hơn, như là hợp tác đôi bên hoặc phân công và chuyên môn hóa trong sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp, vân vân. Vậy thì đâu là những cơ sở hình thành nên hệ thống xã hội chủ nghĩa? Đó là Liên Xô và các nước Đông Âu cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, đều đặt dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản, và thứ ba là cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin. Cô mời các em ghi bài. Chúng ta qua phần hai nhỏ, Hội đồng tương trợ kinh tế hay còn gọi là khối SEP. Vậy hoàn cảnh ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế, tức khối SEP như thế nào? Xuất phát từ nhu cầu cần hợp tác giữa các nước để khắc phục hậu quả sau chiến tranh thế giới thứ hai và phát triển đất nước, thì khối SEP đã ra đời. Từ SEP là viết tắt ba chữ cái đầu của Hội đồng tương trợ
kinh tế theo tiếng Nga. Đây là logo và cờ của Khrushchev. Khrushchev được thành lập vào thời gian nào và có bao nhiêu thành viên? Khrushchev được thành lập vào ngày 8 tháng 1 năm 1949 và tan rã vào ngày 28 tháng 6 năm 1991, gồm có 7 thành viên: Liên Xô, Ba Lan, Albany, Bulgaria, Hungary, Romania và Tiệp Khắc. Sau đó thì có thêm Cộng hòa Dân chủ Đức, Mông Cổ, Cuba và Việt Nam. Việt Nam chúng ta gia nhập vào năm 1978. Cô mời các em ghi bài. Bài Khrushchev ra đời nhằm mục đích gì? Sự ra đời của Khrushchev nhằm mục đích là đẩy mạnh sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Thứ hai là đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Đó là hai mục đích chính của sự hình thành Khrushchev. Cô mời các em ghi bài. Và những thành tích mà Khrushchev đạt được là gì? Thứ nhất, đó là tốc độ tăng trưởng của sản xuất công nghiệp đạt 10% một năm. Thứ hai là thu nhập quốc dân tăng 5,7 lần vào năm 1973 so với năm 1950. Liên Xô cho các nước vay 13 tỷ rúp và viện trợ không hoàn lại 20 tỷ rúp. Thì ngoài ra, đầu những năm 70, Khrushchev còn có số dân tăng lên tới 400 triệu người, bằng 10% dân số của thế giới, chiếm đến 19% diện tích của thế giới và sản xuất được 35% các sản phẩm công nghiệp. Liên Xô là nước chủ yếu góp phần giúp đỡ các nước thành viên trong Khrushchev phát triển về mặt kinh tế. Cô mời các em ghi bài. Chúng ta tiếp tục phần 3 nhỏ, tổ chức Hiệp ước Warsawa. Thế tổ chức Hiệp ước Warsawa ra đời lúc nào và của ai? Trước cái tình hình thế giới ngày càng căng thẳng do chính sách hiếu chiến xâm lược của đế quốc Mỹ, nhất là sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương vào tháng 4 năm 1949, mà viết tắt theo tiếng Anh là NATO của các nước phương Tây, thì Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã thỏa thuận cùng nhau thành lập tổ chức Hiệp ước Warsawa tháng 5 năm 1955. Đây là một liên minh mang tính chất phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và do Liên Xô đứng đầu. Đây là dinh tổng thống Ba Lan ở Warsawa. Warsawa chính là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Ba Lan, nơi tổ chức Hiệp ước Warsawa thành lập và ký kết Hiệp ước ngày 14 tháng 5 năm 1955. Thế nhưng 1 tháng 7 năm 1991 thì tổ chức này tan rã. Nguyên nhân nào dẫn đến sự tan rã của tổ chức này thì ở bài 2 chúng ta sẽ tìm hiểu. Còn đây là logo của tổ chức Hiệp ước Warsawa. Cô mời các em ghi bài. Tổ chức Hiệp ước Warsawa là một liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Cô mời các em ghi ý đầu tiên trong phần 3 nhỏ của Ba La Mã. Vậy tổ chức Hiệp ước Warsawa đã ra đời nhằm mục đích gì? Tổ chức Hiệp ước Warsawa ra đời là nhằm mục đích bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần duy trì hòa bình, an ninh châu Âu và thế giới. Cô mời các em ghi ý thứ hai của phần 3 nhỏ Ba La Mã. Ở nhà các em có các việc sau đây phải thực hiện và hoàn thành. Đó là chép bài vào tập. Các em có thể xem lại bài trên kênh YouTube của trường và có thể bấm dừng lại để mà ghi bài. Cái thứ hai nữa là các em học bài 1 phần Ba La Mã và nhớ chuẩn bị bài 2. Các em ghi cả cái phần hướng dẫn học tập này vào tập của mình nhé. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Thân mến, chào các em.